Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 26 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập ngày 25 tháng 9 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Trong ngày 26 tháng 9 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra lệnh giữ nguyên người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Ánh Hồng, 47 tuổi, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, phó tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; Đặng Văn Phục, 38 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội; và Vũ Đức Lân, 43 tuổi, trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đều là phóng viên tạp chí Môi trường và Đô thị, để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật hình sự. Các lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra tập trung điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh, triệt để, thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 23 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với ông Đồng Xuân Thụ, 52 tuổi, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Cùng với đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Bùi Văn Toàn, 44 tuổi, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, trưởng ban kinh tế Môi trường, tạp chí Môi trường và Đô thị; Cao Thị Thu Hường, 35 tuổi, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, kế toán tạp chí Môi trường và Đô thị; Nguyễn Ngọc Tuyên, 35 tuổi, trú tại xã Phủ Chính, thành phố Thái Bình, phóng viên tạp chí Môi trường và Đô thị. Cũng trong ngày 24 tháng 9, Công an Thái Bình cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tất Triển, 46 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, phóng viên tạp chí Môi trường và Đô thị. Theo nguồn tin của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo phóng viên của tạp chí Môi trường và Đô thị bị triệu tập giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về việc cưỡng đoạt tài sản do nhiều phóng viên của tạp chí này đã tổ chức tìm hiểu sai phạm của cá nhân, tổ chức rồi ép đóng hàng chục tỷ đồng. Trong đó, ông Đồng Xuân Thụ, tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, lập chương trình gây quỹ, cây chổi vàng để tôn vinh, ủng hộ, làm công tác từ thiện giúp đỡ công nhân vệ sinh môi trường. Trong đó, một số phóng viên, cộng tác viên của tạp chí được giao tìm hiểu, nắm bắt các dấu hiệu sai phạm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, rồi đe dọa đăng lên thông tin trên tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Điều này nhằm gây sức ép buộc họ tham gia tài trợ chương trình cây chổi vàng. Với việc cái sức ép này, nhóm này đã cưỡng đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại. Sau khi bị hại chuyển tiền, nhóm này sẽ chia nhau rồi chỉ đạo kế toán xử lý hóa đơn, giấy tờ để hợp thức hóa với việc vận hành quỹ cây chổi vàng. Chiều ngày 24 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, ngày 23 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với ông Đồng Xuân Thụ, 52 tuổi, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị, Đồng Xuân Thụ bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cùng với đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Bùi Văn Toàn, 42 tuổi, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội, trưởng ban kinh tế Môi trường, tạp chí Môi trường và Đô thị; Cao Thị Thu Hường, 35 tuổi, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, kế toán tạp chí Môi trường và Đô thị; Nguyễn Ngọc Tuyên, 35 tuổi, trú tại xã Phủ Chính, thành phố Thái Bình, phóng viên tạp chí Môi trường và Đô thị. Cả năm người này đều bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự. Các lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ, khởi tố, điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Như Ban Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin ngày 23 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với ông Đồng Xuân Thụ, 52 tuổi, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Ngoài ông Thụ, 4 người khác thuộc tạp chí này cũng bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Nhiều bạn đọc thắc mắc giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người là một hay là hai khái niệm khác nhau. Về vấn đề này, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có quy định cụ thể về các biện pháp ngăn chặn tại điều 109. Theo đó, để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội, hoặc để bảo đảm thi hành án, cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong phạm vi thẩm quyền của mình có thể áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt tạm giữ, tạm giam, bảo lãnh, đặt tiền để đảm bảo, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh. Như vậy có thể thấy giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt là hai biện pháp ngăn chặn khác nhau trong tố tụng hình sự. Đối với biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, điều 10 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định 3 trường hợp được giữ người gồm: có đủ căn cứ để xác định người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, người cùng thực hiện tội phạm hoặc bị hại, hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt nhìn thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà sẽ thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn, có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở hoặc nơi làm việc hoặc trên phương tiện của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Cũng theo Bộ luật Tố tụng hình sự thì bắt người gồm các trường hợp bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang, bắt người đang bị truy nã, bắt bị can, bị cáo để tạm giam, bắt người bị yêu cầu dẫn độ. Trong khi đó, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp là trường hợp cơ quan điều tra sau khi lấy lời khai trong thời gian luật định và ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp có thể ra quyết định tạm giữ hoặc trả tự do ngay cho người đó. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp phải gửi ngay cho viện kiểm sát, cung cấp kèm theo tài liệu liên quan đến việc giữ người để xét phê chuẩn. Trường hợp viện kiểm sát quyết định không phê chuẩn lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp thì người đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, cơ quan điều tra đã nhận người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp phải trả tự do ngay cho người bị giữ. Trường hợp bắt người phạm tội quả tang, điều 111 của luật tố tụng hình sự được áp dụng đối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm mà bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban dân nơi gần nhất. Bắt người đang bị truy nã theo điều 112 Bộ luật tố tụng hình sự thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Đáng chú ý, sau khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người hoặc nhận người bị giữ bị bắt, cơ quan điều tra cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, phải lấy lời khai ngay và trong thời hạn 12 giờ phải ra quyết định tạm giữ hoặc trả tự do cho người bị bắt. Còn đối với trường hợp lấy lời khai người bị bắt theo quyết định truy nã thì cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay cho cơ quan đã ra quyết định truy nã đến nhận người bị bắt. Sau khi nhận người bị bắt, cơ quan đã ra quyết định truy nã phải ra ngay quyết định truy nã. Đối với trường hợp lấy lời khai người bị bắt theo quyết định truy nã thì cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay cho cơ quan đã ra quyết định truy nã đến nhận người bị bắt. Sau khi nhận người bị bắt, cơ quan đã ra quyết định truy nã phải ra ngay quyết định định nã. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.